Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đấu giá lần 2 quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất đối với khu chung cư R1, R2, R3, R4, R5 tại phường Bình Khánh, quận 2 với 3.790 căn hộ. Đây là những căn hộ thuộc chương trình xây dựng khu tái định cư Thủ Thiêm với 12.500 căn. Cụ thể trên cơ sở thẩm định giá theo giá thị trường vào thời điểm tháng 7 năm 2018, Sở Tài chính đã báo cáo kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt phương án giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất là 3.790 căn với tổng giá trị khoảng 9.936 tỷ đồng. Trước đó vào tháng 2 năm 2018, Trung tâm tổ chức bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư trong đó 2.200 căn do công ty Thuận Việt xây dựng và 1.590 căn thuộc công ty Đức Khải xây dựng, với giá khởi điểm là 9.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đưa ra đấu giá thì không có đơn vị nào tham gia. Theo quy định, doanh nghiệp khi tham gia đấu giá phải ký quỹ 20% giá khởi điểm. Nếu đơn vị trúng đấu giá thì trong vòng 1 tháng phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá, 50% còn lại nộp trong vòng 90 ngày.